Hey, các bạn nhìn đi. Các bạn có biết phân biệt giữa con Tobago và con Rin bình thường không nhỉ? Đây con Tobago. Tobago thì là bạn nhìn vào cái mặt nó vuông, con mắt nó màu đen. Con mắt trong mắt nó màu đen, mặt nó vuông. Và đây là dòng hiếm. Còn đây là Torin. Đấy, Torin đó thì mắt nó không có đen, mặt nó thì không có vuông. Đó, nó cũng giữ được tính trạng của con Tobago là nó có vằn vằn vệt vệt đó. Đây là con cái nhé, đây là hai con cái luôn.